Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học toán online. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh Học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Học toán online đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Học toán online. Rồi bây giờ mời các em mở sách Toán lớp 9 tập 1. Chương 2 Bài 3 phần luyện tập thì đầu tiên mà các em làm bài tập số 17 ở đây các em lưu ý là các em có thể xem lại toàn bộ video của toán lớp 9 được đặt trong phần dây sách phát ở cuối video này bài tập số 17 a nhỏ vẽ đồ thị của hàm số y bằng x cộng 1 và y bằng chữ x cộng 3 thì đây là các hàm số bậc nhất có dạng là ax cộng b trong đó A khác không. Ở đây các em vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Thì đầu tiên chúng ta vẽ đồ thị của hàm số Y bằng X cộng 1. Chúng ta biết là đồ thị của hàm số có dạng AX cộng B, nó là một đường thẳng. Như vậy các em chỉ cần xác định được hai điểm mà nó đi qua thôi. Sau đó các em nối hai điểm nó lại với nhau thì đường thẳng đi qua hai điểm đó chính là là đồ thị của hàm số. Ở đây các em cho hai điểm đơn giản thôi. Các em cho x bằng 0 để các em tìm ra y. Điểm thứ hai là các em cho y bằng 0 để các em tìm ra x. Đầu tiên là cho x bằng 0. Thì y sẽ bằng 0 cộng 1 và bằng 1. Ta được một điểm mà đồ thị hàm số đi qua đó là điểm 0 1. Tiếp theo là các em cho y bằng 0 để các em tìm ra x. Cho y bằng 0 thì x cộng 1 bằng 0. Chuyển 1 sang vế bên phải. Chuyển vế đổi dấu ta có x bằng chừ 1. Như vậy ta được điểm thứ hai là điểm trừ 1, 0. Rồi xác định được hai điểm này rồi. hai điểm mà đồ thị của hàm số đi qua rồi. Các em dễ dàng vẽ được đồ thị của hàm số y bằng x cộng 1. Tiếp theo, là hàm số y bằng chữ x cộng 3. Đồ thị của hàm số y bằng chữ x cộng 3 nó cũng là một đường thẳng. Như vậy các em cũng cần phải xác định được hai điểm mà đường thẳng này đi qua. Thì tương tự như trên, các em cũng xác định hai điểm đơn giản thôi. Các em cho x bằng 0 để các em tìm ra y. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là các em cho y bằng 0 để các em tìm ra x ở đây cho x bằng 0 thì y sẽ bằng trừ 0 cộng 3 và bằng 3 ta được điểm thứ nhất mà đồ thị hàm số đi qua đó là điểm 0 3 rồi tiếp theo em cho y bằng 0 để các em tìm ra x cho y bằng 0 ta có trừ x cộng 3 bằng 0 trừ x cộng 3 bằng 0 các em chuyển trừ x sang với bên, bên phải chuyển vế đổi dấu ta có dương x 3 bằng x suy ra x bằng 3. Ta được điểm thứ hai mà đồ thị hàm số đi qua, đó là điểm 3 0. Rồi bây giờ các em sẽ vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Đầu tiên là các em vẽ đồ thị của hàm số y bằng x cộng 1. Đồ thị của hàm số y bằng x cộng 1 đi qua hai điểm. Điểm thứ nhất là x bằng 0, y bằng 1. Điểm thứ hai là x bằng trừ 1, y bằng 0. Rồi đây chính là đồ thị của hàm số y bằng x cộng 1. Tiếp theo các em vẽ đồ thị của hàm số y bằng chữ x cộng 3. Đồ thị của hàm số y bằng x cộng 3 đi qua hai điểm. x bằng 0, y bằng 3. x bằng 3, y bằng 0. Rồi đây chính là đồ thị của hàm số y bằng chữ x cộng 3. Tiếp theo em sang câu B, hai đường thẳng y bằng x cộng 1 và y bằng chữ x cộng 3 cắt nhau tại điểm C và cắt trục OX theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ của các điểm A, B, C. Thì ở đây đường thẳng y bằng x cộng 1 cắt trục OX tại điểm A đường thẳng y bằng chữ x cộng 3 cắt trục ox tại điểm B. Các em nhớ cắt trục ox thì y sẽ bằng 0 và cắt trục y thì x sẽ bằng 0. Hai đường thẳng y bằng x cộng 1 và y bằng chữ x cộng 3 cắt nhau tại điểm C. Đây chính là điểm giao nhau. Và bây giờ các em tìm tọa độ của các điểm ABC. Rồi đầu tiên các em xác định xem điểm A có tọa độ là bao nhiêu. Thì đường thẳng Y bằng X cộng 1 cắt trục OX tại điểm A. Các em nhớ là cắt trục OX thì Y sẽ bằng 0. Có tung độ là Y bằng 0. Bây giờ các em thay Y bằng 0 vào hàm số Y bằng X cộng 1. Ta sẽ có X cộng 1 bằng 0. Và các em suy ra là x bằng chữ 1 Chuyển 1 sang vế bên phải thành âm 1 Vậy điểm A có tọa độ là chữ 1 0 Tương tự đường thẳng y bằng chữ x cộng 3 Cắt trục ox tại điểm B Cắt trục ox thì tung độ của nó bằng 0 Suy ra chữ x cộng 3 bằng 0 Y bằng 0 các em suy ra chữ x cộng 3 bằng 0 Rồi bây giờ các em chuyển chữ x sang vế bên phải Thành dương x ta có 3 bằng x, tức là x bằng 3. Vậy, điểm B có tọa độ là 3, 0. Tiếp theo, các em xác định tọa độ điểm C. Hai đường thẳng y bằng x cộng 1 và y bằng chữ x cộng 3 cắt nhau tại điểm C. Cắt nhau tại điểm C chứng tỏ điểm C vừa thuộc đường thẳng y bằng x cộng 1 và vừa thuộc đường thẳng y bằng chữ x cộng 3. Như vậy các em chỉ cần cho 2 y bằng nhau để các em tìm ra x. Như vậy điểm C sẽ có hoành độ là nghiệm của phương trình x cộng 1 bằng chữ x cộng 3. Rồi bây giờ các em chuyển chữ x sang vế bên trái. Ta được là 2x. Chuyển 1 sang vế bên phải thành chữ 1. Ta có 3 chữ 1 bằng 2. 2x bằng 2. Chúng ta suy ra x bằng 2 chia 2 bằng 1. Để khử hệ số của x, các em chia cả hai vế cho 2. Ta có x bằng 2 chia 2 bằng 1. Rồi như vậy là bây giờ các em thay x bằng 1 vào một trong hai hàm số để các em tìm ra y. Rồi thay vào y bằng x cộng 1 cũng được. Hoặc là thay vào y bằng chữ x cộng 3 cũng được. Ở đây chúng ta thay vào y bằng x cộng 1. Thì y bằng x cộng 1 lúc này sẽ là 1 cộng 1 bằng 2. Vậy điểm C có tọa độ là x bằng 1 và y bằng 2. Rồi tiếp theo các em tính chu vi của hình tam giác ABC. Để tính chu vi của hình tam giác ABC thì các em phải tính được độ dài các cạnh của hình tam giác ABC. Ở đây chúng ta biết điểm C có tọa độ là x bằng 1 và y bằng 2. Thì đầu tiên các em kẻ CH vuông góc với AB. AB có độ dài là 1 cộng với với 3. Điểm B có tọa độ là x bằng 3. Điểm A có tọa độ là x bằng chữ 1. Như vậy là khoảng cách từ điểm A đến điểm O là 1 cm và khoảng cách từ điểm O đến điểm B là 3 cm. Như vậy chúng ta có AB bằng AO cộng với OB tức là bằng 1 cộng với 3 bằng 4 cm. AH AH bằng AO cộng với OH tức là bằng 1 cộng 1 bằng 2 cm. HC HC bằng 2 cm. Điểm C có tọa độ là x bằng 1 và y bằng 2, cho nên HC chính là đoạn này. bằng 2 cm. Rồi HB HB thì bằng bằng OB trừ OH, OB bằng 3, OH bằng 1, 3 trừ 1 bằng 2 cm. Rồi theo định lý Pitago đối với hình tam giác vuông AHC, AHC các em áp dụng định lý Pitago để các em tính ra độ dài cạnh AC. AC là cạnh huyền. Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Suy ra cạnh huyền sẽ bằng căn bậc 2 của tổng bình phương hai cạnh góc vuông, tức là bằng căn bậc 2 của AH bình phương cộng HC bình phương. AH bằng 2, HC cũng bằng 2. 2 bình phương bằng 4, 4 cộng 4 bằng, bằng 8, tức là bằng căn 8. Rồi căn 8 các em biến đổi ra. Căn 8 bằng bao nhiêu? Căn 8 bằng căn của 4 x 2. 4 bằng 2 mũ 2. 2 mũ 2 các em đưa thừa số 2 ra bên ngoài dấu căn bằng 2 căn 2. AC bằng 2 căn 2 cm. AB biết rồi. AC biết rồi, bây giờ các em tính BC. Tính tiếp cạnh BC. Thì tương tự theo định lý Pitago đối với tam giác vuông BHC. Ta có BC là cạnh huyền sẽ bằng căn bậc 2 của tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Tức là bằng căn bậc 2 của BH bình phương cộng với HC bình phương. BH bằng bao nhiêu? Bằng 2. HC cũng bằng 2. Như vậy là bằng căn bậc 2 của 2 mũ 2 cộng với 2 mũ 2. 2 mũ 2 bằng 4. Ta có 4 cộng 4 bằng 8. Tương tự như trên. Chúng ta biến đổi căn 8 bằng 2. Căn 2. cm. Rồi như vậy là chu vi của tam giác ABC sẽ là tổng độ dài của ba cạnh AB bằng 4 AC bằng BC và cùng bằng 2 căn 2 Như vậy cộng với 2 căn 2 cộng tiếp với 2 căn 2 2 căn 2 cộng 2 căn 2 bằng 4 căn 2 Thì đây chính là kết quả cuối cùng Hoặc em có thể đưa 4 ra bên ngoài 4 nhân với 1 cộng căn 2 Đóng ngoặc cũng được Rồi tiếp theo các em tính diện tích của hình tam giác ABC. Tính diện tích của hình tam giác ABC. Ở đây chúng ta nhận thấy hình tam giác ABC có độ dài đáy. Các em chọn AB là độ dài đáy. Và đường cao tương ứng của nó là là CH. CH là đường cao, còn AH chính là cạnh đáy. Như vậy diện tích của hình tam giác bằng 1/2 cạnh đáy nhân chiều cao diện tích hình tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 chiều cao nhân cạnh đáy CH nhân AB sau đó chia cho 2 hoặc là nhân với 1 phần 2 thì CH là 2 cm AB bằng 4 cm 2 x 4 chia 2 bằng 4 cm vuông Tiếp theo các em sang bài 18 Câu A e biết rằng với x bằng 4 thì hàm số y bằng 3x cộng b có giá trị là 11. em tìm b, sau đó vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được. Ở đây x bằng 4, y bằng 11 có nghĩa là hàm số y bằng 3x cộng b có đồ thị sẽ đi qua điểm là đi qua điểm có tọa độ là 4 11. Do đó với x bằng 4 thì em thay x bằng 4 vào hàm số Ta có 3 nhân x Lúc này sẽ là 3 nhân 4 Cộng với b Bằng y Y bằng 11 Như vậy 3 nhân 4 cộng b bằng 11 3 nhân 4 bằng 12 12 cộng b bằng 11 Thế em suy ra b bằng 11 trừ đi 12 Chuyển 12 Sang vế bên phải thành trừ 12 11 trừ 12 bằng Bằng âm 1 Như vậy B bằng âm 1 Thì ta có hàm số là Y bằng 3X 1 Bây giờ các em vẽ đồ thị của hàm số Y bằng 3X 1 Rồi để vẽ đồ thị của hàm số Y bằng 3X 1 Thì các em xác định hai điểm mà đồ thị của hàm số này đi qua Các em xác định hai điểm đơn giản Cho X bằng 0 tìm Y Sau đó cho Y bằng 0 tìm X Điểm thứ nhất là X bằng 0 thì y bằng 3 x 0 trừ 1 bằng trừ 1 ta được điểm là 0 trừ 1 rồi tiếp theo là các em cho y bằng 0 thì 3x trừ 1 bằng 0 các em suy ra là 3x bằng 1 chuyển trừ 1 sang vế bên, bên phải thành dương 1 bây giờ các em chia cả hai vế cho 3 suy ra x bằng 1 phần 3 ta được điểm là 1 phần 3 0 rồi xác định được hai điểm mà đồ thị hàm số đi qua. Bây giờ các em vẽ đồ thị của hàm số. Điểm thứ nhất mà đồ thị hàm số đi qua là x bằng 0 y bằng chữ -1. Điểm thứ hai là x bằng 1/3 y bằng 0. Rồi, đây chính là đồ thị của hàm số y bằng 3x chữ 1. B nhỏ biết rằng đồ thị hàm số y bằng ax cộng 5 đi qua điểm A có tọa độ là trừ 1, 3. Tìm A, sau đó các em vẽ đồ thị của hàm số với giá trị A vừa tìm được. Ở đây đồ thị hàm số y bằng ax cộng 5 đi qua điểm A có tọa độ là trừ 1, 3. Như vậy các em thay x bằng trừ 1 và y bằng 3 vào hàm số. Ta có a nhân trừ 1 cộng với 5 bằng y và lúc này là y bằng 3. a nhân trừ 1 bằng trừ a trừ a cộng 5 bằng 3. Chuyển trừ a sang vế bên, bên phải thành dương a, chuyển 3 sang vế bên, bên trái thành thành trừ 3. Tức là ta có a bằng 5 trừ 3 và bằng 2. Vậy a bằng 2 ta có hàm số là y bằng 2x cộng 5. AX thì lúc này là 2X rồi Cộng với 5 Rồi bây giờ các em vẽ đồ thị của hàm số Y bằng 2X cộng 5 Để vẽ đồ thị của hàm số Y bằng 2X cộng 5 Các em xác định hai điểm mà đồ thị của hàm số này đi qua Cho X bằng 0 để tìm Y Sau đó cho Y bằng 0 để tìm X X bằng 0 Thì Y bằng 2 x 0 cộng 5 Bằng 5 ta được Điểm thứ nhất mà đồ thị hàm số đi qua là 0, 5 cho y bằng 0 để tìm x. y bằng 0 thì 2x cộng 5 bằng 0. Suy ra 2x bằng bằng trừ 5. Ở đây em chuyển 5 sang vế bên phải. Chuyển vế đổi dấu. Dương thành âm. Dương 5 thành trừ 5. Như vậy 2x bằng trừ 5. Bây giờ em chia cả hai vế cho 2. Ta được x bằng trừ 5 phần 2. X bằng trừ 5 phần 2. Ta được điểm là trừ 5 phần 2 0. Rồi xác định được hai điểm mà đồ thị của hàm số đi qua. Bây giờ các em dễ dàng vẽ được đồ thị của hàm số. Điểm thứ nhất mà đồ thị hàm số đi qua là x bằng 0, y bằng 5. Điểm thứ hai mà đồ thị hàm số đi qua là x bằng trừ 5 phần 2. Trừ 5 phần 2 tức là bằng trừ Chỗ này là trừ 1, chỗ này là trừ 2. Chỗ này là trừ 3. Như vậy đoạn giữa chỗ này là trừ 2,5 tức là trừ 5 phần 2 và bây giờ kem nối hai điểm lại với nhau kéo dài thì đây chính là đồ thị của hàm số y bằng 2 cộng 5 và đây chính là điểm A mà đồ thị hàm số đi qua điểm A có tọa độ là x bằng trừ 1 và y bằng 3 rồi trong bài này còn bài tập số 19 nữa thì các em có thể xem bài tập số 19 trong video tiếp theo. Các em nhớ tìm các video của toán lớp 9 được đặt trong phần giấy phát ở cuối video này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.